Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh video của mình nha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm để vệ sinh răng, đó chính là chỉ nha khoa. Và chỉ nha khoa là dụng cụ làm sạch mảng bám, vụn thức ăn, vi khuẩn hiệu quả ở các vị trí kẽ răng các bạn nha. Hốc răng làm sâu mà bàn chải đánh răng nó không thể với tới được các bạn ạ. Sử dụng chỉ nha khoa hàng ngày được các chuyên gia khuyên dùng để làm sạch răng miệng toàn diện, ngăn ngừa nhiều bệnh lý và vấn đề sức khỏe liên quan. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được tác dụng của nha khoa được đúng cách đâu các bạn nha, cho nên là trước khi sử dụng chúng ta phải đọc các tác dụng và cách sử dụng như thế nào nhé. Và tác dụng của chỉ nha khoa thì thực tế hiện nay hầu hết mọi người đã có thói quen đánh răng 2 đến 3 lần mỗi ngày, xong vẫn gặp rất là nhiều vấn đề về sức khỏe. Răng miệng như viêm lợi, chảy máu chân răng, răng xiển màu, chảy máu chân răng, răng xiển màu, răng bám nhiều cao răng hoặc là hơi thở khó chịu. Điều này là do bàn chải đánh răng không thể làm sạch toàn diện, đặc biệt là vị trí kẽ răng, hốc răng sâu ạ. Nên là khi chỉ đánh răng nên khi chỉ đánh răng các kẽ răng và hốc răng này không làm sạch, là nơi mảng bám thức ăn thừa cùng vi khuẩn trú ngụ gây các bệnh về răng. Chỉ nha khoa là những sợi mảnh dai có thể len lỏi vào các kẽ răng để làm sạch bề mặt của răng, loại bỏ thức ăn thừa nó bám vào, vì thế răng sẽ được làm sạch toàn diện hơn, ngăn ngừa tốt hơn và về các bệnh lý về răng. Ngoài tác dụng này thì chỉ nha khoa còn có tác dụng với sức khỏe của răng miệng của bạn, có thể kể đến như là giúp hàm răng trắng sáng, khỏe mạnh cùng được cười rạng rỡ. Chắc hẳn không ít bạn bối rối khi ăn thức ăn thừa còn bám ở kẽ răng, khiến bạn cảm thấy xấu hổ. Khi giao tiếp với mọi người, sử dụng tăm thì cứng lắm ạ, và làm rất là dễ làm tổn thương đến níu và chảy máu. Chỉ nha khoa là lựa chọn rất là phù hợp. Mình dùng chỉ nha khoa này thì mình có thể giảm được viêm níu và chảy máu chân răng ạ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra người sử dụng chỉ nha khoa thường xuyên và đúng cách ít bị viêm níu hơn này, chảy máu chân răng hơn, và khi cũng ít nghiêm trọng hơn so với những người mà không dùng đến chỉ nha khoa. Nguyên nhân là do khả năng làm sạch rất là tốt ạ. Chỉ nha khoa với các vị trí kẽ răng, điểm tiếp xúc giữa chân răng và níu, vị trí khe giữa chân răng và níu rất là dễ bị tổn thương, nên khi đánh răng, khi thức ăn thừa mắc kẹt hoặc cao răng lắng đọng, càng để lâu mảng bám cao răng càng dày và nhiều hơn, lâu dài có thể dẫn đến viêm níu. Nghiêm trọng hơn, mảng bám vi khuẩn ở các kẽ chân và níu có thể lan sâu hơn bên dưới đường níu răng gây viêm nha chu. Và khi mình dùng cái chỉ nha khoa này thì nó có thể giảm hôi miệng và răng đổi màu. Vi khuẩn gây bệnh phát triển trong miệng gây ra mùi hôi khó chịu. Ngoài ra cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và hô hấp. Vì sử dụng nha khoa và loại bỏ vi khuẩn đường miệng không chỉ tốt cho sức khỏe răng miệng mà còn loại bỏ nguy cơ mắc phải các bệnh nghiêm trọng. Thế nên là và khi mình dùng chỉ nha khoa thì răng cũng khỏe mạnh và lâu dụng hơn các bạn nhá. Thế nên là khuyến khích mọi người nên sử dụng chỉ nha khoa nha. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nên là xin chào tất cả mọi người nhớ like và subscribe cho mình nhá.